Bạn, hôm nay thì công ty mực in video sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài driver của máy photocopy Ricoh. Ở đây thì tụi mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài chung nhất cho tất cả các mã máy. Mã máy hầu như là các mã thì nó các cài đều giống nhau. Đầu tiên chúng ta sẽ truy cập vào trang web của video là mực-in-video.com. Ở đây thì tụi mình đã tổng hợp tất cả các driver thông dụng nhất của dòng máy Ricoh với từng bản win cho các bạn tiện để tải nhất, khỏi phải tìm phức tạp. Rồi chúng ta sẽ cập vào tiện ích driver máy photocopy trên trang web của video nha. Rồi chọn đúng cái mã máy và cái win mà máy muốn cài đang sử dụng, là win ở đây thì của mình win là 64. Rồi ở đây chúng ta chọn nút download, trong khi đó thì chúng ta sẽ chờ một xíu nha để cho nó download về. Cái này là tùy vào cái mạng của mình nhanh hay chậm thì sẽ download nhanh hay chậm thôi. Rồi sau khi download xong thì chúng ta sẽ truy cập vào cái nơi mà cái file download về được ấy, chọn save folder, giải nén cái file này ra. Các bạn nhớ là mình lưu cái file này ở đâu nha, là một hồi xíu mình sẽ sử dụng lại nó để mình cài. Rồi ở đây chúng ta lưu ở mục download nè. Rồi bây giờ chúng ta truy cập vào control panel. Rồi truy cập vào panel nha. Tiếp đến chọn là device and printer để chúng ta có thể bắt đầu add thêm máy in vào. Chọn add printer. Chúng ta sẽ chờ một xíu. Rồi ở đây chọn như hình nha, TCP IP dòng thì chọn net. Lúc mà chọn cái dòng này á, add IP, rồi chọn TCP IP device luôn. Các bạn nhớ là chúng ta phải lên cái máy photocopy để set IP trước, trùng với cái IP mà chúng ta đánh ở đây trên máy máy photo. Set là dù 192 cho 168.99.19 thì trên máy chúng ta muốn cài á, chúng ta cũng phải tìm cái IP như vậy luôn để nó mới có thể tìm thấy được cái IP mà cần cài. Còn nếu mà trên máy máy photocopy mà chúng ta set IP khác, mà vô đây chúng ta đánh IP khác là nó sẽ không tìm được IP nha. Mình sẽ có một cái video hướng dẫn để set IP trên máy photocopy, các bạn tham khảo trước luôn. Rồi ở đây chúng ta cứ chọn net. Rồi ở đây chúng ta chọn Help Disk nha, để mà lấy cái driver hồi nãy mình vừa thả về lên. Chọn Browser. Rồi vô mục Download hồi nãy mình lưu cái driver thả về đó. Rồi chọn Download. Rồi chọn folder đã giải nén ra được. Rồi chọn folder đầu tiên, Disk 1, nhớ nha, Disk 1. Rồi chọn file như hình. Rồi bấm OK. Rồi tiếp theo chọn đúng cái mã máy photo mà mình cần cài nha. Rồi ở đây mình sẽ cài là 3554. Rồi đặt tên máy photocopy tùy chọn. Ở đây không muốn xe thì cứ bấm next. Rồi chọn là máy in máy photo mặc định. Rồi ở đây để in cho nó chuẩn á, chúng ta sẽ cài thêm một số cái nữa là printer property để chúng ta set up một số thứ. Rồi chọn referency nha, chọn vào. Rồi ở dòng document thì chúng ta sẽ chọn A4, đây kích thước mặc định để in, in trơn tru nhất. Rồi chọn one size. Rồi chọn A4. Rồi chọn hai cái đó nha. Rồi OK. Rồi OK. Rồi vậy là kết thúc cái quá trình cài đặt máy photocopy rồi đó. Nó cũng rất là đơn giản, mong các bạn sẽ làm thành công nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của Mực In Video nhé. Cảm ơn nhiều.